Hít, hít nghe hả? Hít, hít nghe. Hít kè. Nó đồ như hít kè đâu. Lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười. Vì em luôn là tia nắng trong anh, không xa rời. Hay hả? Dạ. Cảm ơn anh. Alo. Alo. Làm cho anh ngồi đi chứ. Alo. Làm ơn cho hỏi đây có phải là số của công ty Dúc Cầm Cầu Tiến Đạt hay không vậy hả? Đúng rồi hả? Vì thiệt ra là đang muốn là sửa cái hầm cầu đó mà. Có hiểu quá. Không biết cái tình trạng mấy hôm nay nó như thế nào, nhưng thật sự là nó đen thùi lùi, nó chảy lình bình luôn. Mấy hôm nay em ăn ngủ không có yên đúng hả chị? Bây giờ chị làm ơn làm phước đi chị ạ. Bây giờ chị đọc cho em cái địa chỉ để em bê cái hầm cầu nó tới nhà chị luôn đấy hả? Em làm ơn nhập giùm anh cái địa chỉ. Người ta đọc cho anh quên mất. Em nhập giùm anh với. Dạ alo. Chị bây giờ chị đọc cho em cái địa chỉ đó chị. Để chị kêu con cháu nó đọc địa chỉ cho chị hả? Đây rồi. Ủa cái... Alo. Cái giọng như kỳ cục đấy. Cháu nó bị cái gì mà nó bị ngọng em ơi. Anh nói không nghe rõ hết á. Em nhập tìm anh cái địa chỉ đó. Số bao nhiêu? 46. 46. Đúng rồi, 46. Thẹt đúng rồi, thẹt. Hẹt. Nhín mới nhái. Nhín mới nhái. Nhín nhái. Nhín nhái. Nhín. Nhín nhái. 92. Đúng rồi, 92. Rồi. Hẹt. Hẹt. Hai nháo. Hai nháo. Hai nháo. 26. Đúng rồi, 20 nháo. Rồi. Cái đường gì á, cái đường gì anh? Hít, hít nghe hả? Hít, hít nghe. Hít kè. Nó đồ như hít kè đâu. Không, cái đường mà nó hít, hít nghe mà nước ngoài, nước Mỹ, nước nữa. Hít nghe á. Em không biết. Hít me. Hít me. Đúng rồi, đường đường hít me phải không vậy anh? Đúng rồi, đừng hít. Không. Hít le. Hít le. Hít le, đúng rồi, hít rồi. Hít le. Hít me. Hít le. Hít le. Đúng rồi. Hít le. Đúng rồi, đừng hít le. Đừng hít le. Rồi, anh đọc tiếp cái phường luôn anh, phường. Phường Bình Định Hoa. Bình Định Hoa. Bình Định Hoa. Thầy mệt thiệt cơ chứ. Không. Anh đọc rõ lại cho em với. Bình Định Hoa hả? Phường Bình Định Hoa. Bình Định Hoa. Không, cái phường Bình Định Hoa mà hay mai táng ở bên Bình Tân á, Tân Bình gì đó. Bình Hưng Hoa. Bình Hưng Hoa. Đúng rồi, Bình Hưng Hoa. Rồi. Bình Hưng Hoa khổ quá mấy anh, có anh ơi. Anh đọc cho em cái địa chỉ mà. Rồi, tiếp. Bình Tân. Bình Tân. Đúng rồi, Bình Tân. Rồi, thành phố Hồ Chí Minh đúng không anh? Đúng rồi. Rồi, em cảm ơn anh nha.
Ủa may quá em, anh nghe cái ông kia, ông kia ông Bình Ngòng nữa. Ông kia ông Bình Ngòng, ông đọc cho anh xong cái là anh giống kiểu là anh Bình Ngòng theo luôn á. À em đọc cái địa chỉ lại cho anh với. 46 sạc 92 sạc 26 Hitler. Đường Hitler đúng không? Phải. Đường Hitler sau này giờ em cứ đọc đường Hitke anh cứ tưởng là em nghe anh đọc như thế mà. Ủa thế à? Anh cứ tưởng đường Hitke gì vậy, ke với đá các thứ. Phường phường Bình Hưng Hòa. Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh rồi, ok. Cho nhập lại cả nha. Nghe tên đường nó buồn cười quá hả? Không, đường nó có rồi em ạ. À. Mày đừng có mồm điêu đi. Ơ nhưng mà em ra đây làm gì đây? Dạ, em đợi bạn. À, đợi bạn hả? Anh ra tập đàn, nhưng mà sáng nay đi làm á, cái nhà cầu nó bị hỏng á. Ừ, nó bị hỏng xong rồi anh sờ mấy người kia đi, kiểu là công việc nó không ổn định á. Tại vì buổi sáng là ai cũng là phải là ai rồi cũng phải tìm tới cái bồn cầu thôi. Đó. À, đúng không? Ừ, xin lỗi nó hơi tế nhị tí nhưng mà cái chuyện này là chuyện có thật em ạ. Yeah. Ừ, nhưng mà ý anh nói với em thì có thể nó hơi tế nhị tí tại vì mình là người lạ mà mình gặp nhau mình nói cái chuyện này thì nó biết thì nó không hay nhưng mà cảm giác là nhưng mà nó là cái thực tế. À, em có thích nghe đàn không? Anh đang tập đàn á, tập cho vui cho anh ngồi đây tập đàn xíu được không? Dạ. Ủa em là nhà ở gần đây luôn hả? Dạ, gần đây. À gần đây hả? Có hay ra đây chơi không? Dạ, cũng có ghé ngồi tập thể dục gì đó. À tập thể dục hả? Tại vì nhìn em giống kiểu là nó giống gì diễn viên Hàn Quốc á. Ừ, em phải tập sau này mình debut ở bên bên Busan á. Yeah. Ừ, em có bao giờ suy nghĩ về cái vấn đề mà mình làm ví dụ ca sĩ hay là gì được không? Không hả? Yeah. Trời ơi trời, sao uổng phí thế. Em thích nghe bài gì không? Anh đang tặng em cho vui. Bài gì thì... cái bài nào đang hot TikTok đi. Bài TikTok hả? TikTok nó có bài ví dụ như bài cái bài gì của Lập Nguyên là em băng qua này, em băng qua cho kế tôi anh dưỡng em đêm. Anh bái Hạ Còn Vương Nắng đi, em thích bài đó. À bài Hạ Còn Vương Nắng hả? Trời ơi, em cũng đam mê TikTok lắm đúng không? Trời ơi, bài đó bài về ruột của anh. Yeah. Ừ. Hạ Còn Vương Nắng bài này là mấy bạn trẻ hay nghe nhiều lắm rồi. Ok nhá. Giờ thì tình đã phai, em đâu rồi người về với ai? Còn lại mình lẻ loi, riêng mình tôi ôm nỗi đau này. Còn lại gì nữa đâu, thì còn lại gì nữa đâu. Còn lại mình lẻ loi, riêng mình tôi đợi chờ. Người ơi hãy tin anh này, và em đến đây đi. Ngàn hoa lá đang thay màu, này em thích hoa gì? Nụ cười bé sân xuân ơi, người làm sao xuyên tim anh. Tình yêu sẽ không phải mờ, vì anh thích trao dâng. Một ngày hà buồn kèm phượng hồng khi còn vương nắng. Bầu trời một mùa vừa thu sang, mùa xuân lá xanh phai màu. Đọng lại một chút nhớ thương, đang rơi trên khóe mi lệ buồn. Chuyện tình ta bao lâu giờ đây mai cách xa. Từng ngày còn gì vừa rụng rơi khi mùa đông đến. Là ngày mà người rời xa theo người ta bỏ tôi nơi này. Chẳng còn đâu những vân vườn theo hương hoa kia bóng ai phai mờ. Lời chia tay em chưa từng nói với anh, cớ sao người vội đi. Sao nghe được không? Thôi trời mát nữa mà mình nghe mấy cái bài giống Hà Còn Vương Nắng nữa. Sao mà hát này giờ cũng thấy nắng luôn, sao số mình xui vậy đó. Có sao đâu. Ủa nhưng mà em là còn đi học hay đi làm? Dạ em đi làm mà. À đi làm hả? Dạ. Anh ở đâu? Anh ở quê, anh ở đây. Em nghe giọng anh ở ngoài miền Trung. Ờ đúng rồi, chính xác. Người miền Trung, tiếp tục. Ở đâu miền Trung, ý là anh ở đâu miền Trung đúng không? Thế bây giờ anh sẽ nói một câu thơ để cho mình đoán được quê anh là ở đâu. Đức Gia Lai đầy nắng và gió. Trai Gia Lai vừa chịu khó vừa dễ thương.
Nếu một mai em mẹ em cần rẻ hiếu thì về đâu? Ba chấm Gia Lai. Là biết quê anh ở đâu rồi đúng không? Anh ở Gia Lai. Anh ở Huế. Đó là thơ, đó là thơ, đó là thơ. Đó. Nhưng mà chúng ta không có chữ nào là Huế hết. Thì nó cũng là miền Trung mà. Chứ bây giờ ví dụ anh nói ra câu thơ mà anh đọc luôn cái Huế cho em rồi thì em biết Huế rồi, còn gì nữa. Em phải nói cái địa danh là em biết là à là đó là miền Trung. Rồi từ miền Trung xong em nghe cái giọng của anh các thứ, cái thần thái của anh các thứ là mình mới biết được là anh ở Huế chứ, đúng không? Tết, công việc của anh bây giờ là gì? Ý là anh đang làm gì á? Anh đang làm nghề gì á? À nghề của anh hả? À nghề của anh là chuyên đi buffet á. À không. Chuyên đi à cùng gọi là đi cái gì ta? Gọi là mình đi giao lưu á. Ờ giao lưu. Là ngày nào anh cũng qua đây đánh đàn. À cũng thỉnh thoảng thôi, lâu thôi. Tự nhiên hôm nay đi ra đánh đàn đây là gặp em ngồi đây mới đâu chứ. À quên. Em tên gì nhỉ? À em tên Quỳnh. Em Quỳnh hả? Dạ. Yeah. Anh tên là Long. À anh Long. Ừ. Chào em nha. Dạ. Yeah. Chào. Sao sáng này nhờ em tí việc mà kiểu này có làm mất thời gian em không? Dạ không. À không hả? Thế vậy bây giờ này giờ anh làm mất thời gian của em khi có gì cho anh tặng em bài này được không? Em có thích hát không? Em thích hát nhiều em thôi, em hát không hay. À thế à? Thế anh có thể tặng em bài được mà. Dạ được. Em thích bài gì, của ca sĩ gì nữa không? Anh tặng bài cho Phú. Em thích Đức Phúc. Đức Phúc hả? À. Trời ơi, Đức Phúc cũng là idol của anh á. Dạ. Ừ. À, rồi, có cái bài này nó cũng làng bàng lắm. Nó cũng kiểu... Nhưng mà nó hơi buồn tí em ạ. Nhạc của Đức Phúc là hơi buồn tí. Dạ đúng rồi. Nó hơi tâm trạng chút, nhưng mà nghe vẫn được đúng không? Thôi có cái nghe được. A few moments later. Từ bao lâu nay anh cứ mãi bơ vơ cô đơn, bao lâu rồi ai đâu hay. Em biết bài này không? Ngày cứ thế trôi qua miên man, riêng anh một mình nơi đây. Phút giây trôi qua trong tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh, lặng lẽ mang những yêu thương này. Là tia nắng ấm, là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua. Nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen, cô đơn một mình nơi đây. Phút giây anh mong trong tình yêu ấy, giờ đây là anh, người anh mong ước bao đêm. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh, không xa rời. Hay ạ? Cảm ơn anh. Ơ nhưng em ngồi đây lâu chưa? Dạ cũng mới. Mới ngồi hả? Dạ. Rồi sáng nay mình đi tư vấn cho khách hàng à? À nay em được off nghỉ ngày đúng không? Dạ. Lâu lâu mình dành chút thời gian, gọi là người ta hay nói cái gì sống chậm lại để làm gì đó. Sống chậm lại để cho nó tụt hầu đúng không? À, hay là hôm nay trời có mát quá em nhỉ? Giờ này vậy là mát. Giờ này cũng mấy giờ rồi ta? 10 giờ rưỡi. Chết rồi, anh cũng phải sắp đi rồi. Anh đi tư vấn để cho người ta làm giám đốc á. Tôi mày đừng có bốc quát. Đúng rồi. Có nghĩa là anh là chuyên là bên tư vấn để cho người ta xong khóa học một cái là người ta ra làm giám đốc luôn. Học làm giám đốc. Đúng rồi. Bữa nay là người ta học làm giám đốc luôn, chứ người ta không học ra đi làm nhân viên nữa em ạ. Không có cái đó. Ừ có, em biết hả? Thôi em ngồi đây chơi đi, có gì... Ủa nhưng mà bà em tới chưa? Dạ, chắc đang trên đường tới. À thôi anh ngồi đây đợi với em xíu, rồi tí anh đi nha. Bà dạ. Em tới anh đi, cho nó vui. Dạ.